là bộ phim tiên phong cho phong cách làm phim võ thuật. Dòng máu anh hùng có sự đầu tư chỉn chu về nội dung, bối cảnh, trang phục cho tới những pha hành động mãn nhãn. Tại thời điểm ra mắt, phim nhận được sự ủng hộ từ khán giả cả trong và ngoài nước, làm bàn đạp sự nghiệp cho những ngôi sao mới của điện ảnh Việt như Ngô Thanh Vân, Johnny Chí Nguyễn hay Dustin Nguyễn. Thế nhưng có ai ngờ được rằng Dòng máu anh hùng đã đánh gục cuộc sống của người nghệ sĩ đã góp vốn sản xuất và tham gia diễn xuất trong phim. Vậy thì tại sao bộ phim thành công như vậy lại có thể khiến một tượng đài phải lao đao rồi chật vật mưu sinh vì phá sản? Hãy cùng Phê Phim làm rõ những lý do đó trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chúng mình và mình là Sương Mai. Nếu bạn chưa biết thì Dòng máu anh hùng là một bộ phim điện ảnh hành động dã sử Việt Nam phát hành vào năm 2007 do Chánh Phương Phim và Cinema Pictures hợp tác sản xuất. Bộ phim theo chân Lê Văn Cường do Johnny Chí Nguyễn thủ vai, một bậc thầy võ thuật. Tuy là gián điệp của thực dân Pháp, nhưng trong thâm tâm, anh luôn cắn rứt về những gì đồng bào mình đang phải trải qua. Và cuộc gặp gỡ định mệnh với cô gái xinh đẹp tên Thúy từ lực lượng nổi loạn đã khiến cuộc đời Cường hoàn toàn thay đổi. Do từng có thời gian tiếp xúc với kinh đô điện ảnh Hollywood, hai anh em Johnny Chí Nguyễn và Charlie Nguyễn đã ấp ủ mong muốn trở về Việt Nam để làm một bộ phim mang đề tài võ thuật, khai thác lịch sử nước nhà. Từ đó, Dòng máu anh hùng được họ lấy cảm hứng từ những câu chuyện thật của ông nội lúc tham gia chống Pháp. Ý tưởng phim được thai nghén từ năm 2005, khi hai anh em còn đang sinh sống tại Mỹ. Để chuẩn bị, họ bắt tay vào nghiên cứu tài liệu về lịch sử nước nhà, đồng thời tìm hiểu bộ sách dạy viết kịch bản của Robert McKee để chuẩn bị về nước sản xuất một bộ phim võ thuật made in Việt Nam. Qua đó, đạo diễn mong muốn thể hiện một phim Việt Nam của người Việt Nam, khai thác kho tàng võ thuật Việt Nam lâu nay hầu như chưa được khai thác trên màn ảnh rộng quốc tế. Được biết, đây là phim đầu tiên có kinh phí dự trù khoảng gần 1 triệu đô, gấp khoảng 5 lần mức kinh phí của một phim Việt Nam thời điểm đó, và mức kinh phí này còn tiếp tục tăng lên khi phim đi vào giai đoạn sản xuất. Ngoài mức đầu tư đáng kể, Dòng máu anh hùng còn mạnh dạn chiêu mộ các diễn viên mới tham gia phim. Lúc này, những cái tên như đạo diễn Charlie Nguyễn, diễn viên Johnny Chí Nguyễn, Dustin Nguyễn hay Ngô Thanh Vân đều chưa được khán giả Việt biết tới. Điểm sáng nhất của phim là sự xuất hiện của nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín, một tượng đài điện ảnh từ thập niên 80-90. Ngoài việc đóng vai bố của Cường, nam nghệ sĩ còn đã trực tiếp bỏ tiền túi ra làm phim, khiến khán giả phần nào yên tâm với chất lượng của bom tấn điện ảnh này. Song, tuy dốc hết tài sản và tâm huyết để làm Dòng máu anh hùng, nhưng câu chuyện xoay quanh phim lại là một câu chuyện buồn mà mình xin phép sẽ nói rõ hơn ở phần sau của video này nhé. Điều đặc biệt nhất của Dòng máu anh hùng chính là lấy võ thuật làm điểm mạnh, khai thác tập trung vào các môn như võ vi nam, taekwondo, ủ su và một số chiêu thức do các võ sư Việt Nam sáng tạo thời chống Pháp chưa từng được khai thác qua ống kính điện ảnh thời đó. Để thi triển được những chiêu thức này, Ngô Thanh Vân cùng dàn diễn viên đã phải tham gia một khóa huấn luyện võ thuật kéo dài 6 tiếng một ngày liên tục trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, nam diễn viên Johnny Chí Nguyễn còn cầu toàn đến mức yêu cầu quay lại tất cả những lúc tập luyện của Ngô Thanh Vân để cô có thể xem lại và chỉnh sửa chúng sao cho hoàn thiện nhất. Trong quá trình quay phim tại Lạng Sơn, nữ diễn viên đã bị rạn xương chân sau một chiếc máy quay phim rơi trúng, buộc phải bó bột 2 tuần và đi lại bằng nạng. Nhưng chỉ sau một tuần, cô đã đề nghị tháo bột để tập đi. Sau vài ngày, cô đã có thể tham gia quay tiếp những cảnh hành động. Nghị lực của đàn nữ Ngô Thanh Vân còn đáng khâm phục tới mức có những khi phải nhảy từ độ cao 4m, sợ tới nỗi ngất xỉu. Nhưng nếu cảnh quay chưa hoàn hảo, cô vẫn tiếp tục quay lại tới khi nào đạo diễn ưng ý thì thôi. Không chỉ các màn đánh võ mà các cảnh cháy nổ, bắn nhau trong phim cũng phải làm thật. Trong một cảnh cuối phim, Ngô Thanh Vân phải thực hiện cảnh bắn bằng một khẩu súng dài với đạn là thuốc pháo. Khi bắn, thuốc văng xác pháo vào mắt, rất may là sau đó mắt cô đã không sao. Võ thuật không phải là thứ duy nhất được dày công đầu tư ở Dòng máu anh hùng. Được biết, quá trình quay phim trải dài từ Bắc vào Nam của cả đoàn cũng phải chạy đua với thời gian để có thể tiết kiệm chi phí sản xuất. Phim thường xuyên bấm máy quay từ 4 giờ sáng hôm trước đến tờ mờ sáng hôm sau mới nghỉ. Cảnh ngày phải tranh thủ quay lúc lấy ánh sáng mặt trời, còn cảnh đêm thì phải quay nhanh trước khi trời sáng. Điều này phần nào lý giải ánh sáng ám vàng của phim. Ngoài ra, không giống với những bộ phim của Việt Nam lúc bấy giờ, quá trình dựng phim của Dòng máu anh hùng thực hiện song song khi quay hình. Cụ thể, những cảnh quay của phim được gửi ra nước ngoài để chuyên viên dựng và chỉnh sửa. Nếu phát hiện cảnh phim nào chưa chuẩn về kỹ thuật hoặc chưa mạch lạc về ý tưởng nội dung, chuyên viên sẽ báo lại đạo diễn để quay lại ngay. Trong khi mà đại đa số các phim nhựa của Việt Nam chỉ được dựng theo kiểu cắt ráp sau khi tráng phim, thì Dòng máu anh hùng đã scan toàn bộ phim vào và dựng trên máy tính để đạt được hình ảnh tốt nhất cũng như là màu sắc hoàn hảo nhất. Sự đầu tư kỹ lưỡng này đã mang đến những thước phim mãn nhãn, kèm theo đó là những gánh nặng về tài chính. Ban đầu, tổng kinh phí dự trù của Dòng máu anh hùng là 800.000 đô, một con số vốn dĩ đã không hề nhỏ. Thế nhưng sau khi hoàn thiện phim, kinh phí làm phim đã lên tới xấp xỉ 1,6 triệu đô, tương đương với gần 34 tỷ đồng
con số lớn nhất của thị trường phim trong nước tính đến thời điểm đó. Theo nghiên cứu của chúng mình, 4 tháng quay phim diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau trên cả nước. Do đó, để nuôi được một ekip hùng hậu, kinh phí làm phim Dòng Máu Anh Hùng đã tăng gấp đôi so với dự chủ. Đó còn là chưa tính đến các chi phí đầu tư như đạo cụ, hơn 300 bộ trang phục hay cả chi phí sản xuất hậu kỳ tại nước ngoài. Vì thế, nghệ sĩ Tranh Tín đã đứng ra bảo lãnh vay mượn ngân hàng số tiền là 8,3 tỷ đồng để góp phần chi trả cho khoản kinh phí khổng lồ. Ông tin rằng bộ phim chắc chắn sẽ thành công nhờ nội dung và chất lượng nghệ thuật nên đã quyết định chơi lớn. Và cố nghệ sĩ đã đúng. Dòng Máu Anh Hùng đã có một khởi đầu thành công không chỉ tại thị trường Việt Nam mà còn trên mặt trận quốc tế. Phim công chiếu vào ngày 12 tháng 4 năm 2007, mở màn cho Đại hội Điện ảnh Việt Nam Quốc tế lần thứ 3 diễn ra tại Hoa Kỳ, nhận được sự tiếp đón và cổ vũ từ bà con Việt Kiều. Khi mang về chiếu tại Việt Nam vào cuối tháng 4, Dòng Máu Anh Hùng cũng được đón nhận nồng nhiệt không kém. Sau khoảng gần 3 tuần công chiếu, phim ước tính đạt khoảng doanh thu hơn 4 tỷ đồng. Phim còn được đề nghị giữ lại chiếu tiếp trong gần 6 tháng sau đó, một con số thời gian kỷ lục. Chưa hết, hãng phim lừng danh đứng sau những bộ phim như Django Unchained, The Master hay The Artist đã đồng ý mua lại Dòng Máu Anh Hùng để phân phối bản quyền trên toàn thế giới. Sự kiện này đã đánh dấu một thành tích chưa từng có của điện ảnh Việt Nam vào thời điểm đó. Nhờ bệ đỡ mang tên Dòng Máu Anh Hùng, các diễn viên có cơ hội đẩy mạnh tên tuổi của mình trong lĩnh vực điện ảnh. Ngô Thanh Vân giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam năm 2007, đưa cô lên hàng diễn viên chuyên nghiệp. Đây cũng là bộ phim mang đến thương hiệu đả nữ cho cô, để sau này chúng ta có một nữ diễn viên Việt Nam tham gia đóng phim Hollywood, sản xuất được phim triệu đô. Johnny Chí Nguyễn cũng đã ghi được dấu ấn với khán giả Việt nhờ tài nghệ võ thuật của mình. Sau này, anh ghi đậm sự nghiệp hơn với những vai diễn lớn trong các phim ăn khách như Bụi Đời Chợ Lớn hay Nụ Hôn Thần Chết. Ngoài ra, anh còn có cơ hội thử sức với các vai trò đạo diễn, biên kịch sản xuất phim. Bộ phim cũng là cú hích cho đam mê điện ảnh của đạo diễn Charlie Nguyễn. Nó trở thành bàn đạp mang hàng loạt các tác phẩm điện ảnh đa màu và ý nghĩa đến khán giả sau này. Có lẽ không quá khi nói rằng, nhờ có Dòng Máu Anh Hùng mà Charlie Nguyễn ngày nay đã trở thành một trong tứ hoàng đạo diễn của Việt Nam hiện tại. Tuy thành công về mặt tên tuổi là vậy, nhưng đáng tiếc là doanh thu của Dòng Máu Anh Hùng vẫn không thể thu hồi lại 2/3 số vốn làm phim còn lại để công ty sản xuất tới bờ vực phá sản. Vậy nguyên nhân là do đâu? Trước khi Dòng Máu Anh Hùng công chiếu, hãng phim Tránh Phương đã quảng cáo đó là bộ phim không thua kém gì Hollywood. Những màn biểu diễn võ thuật thì đúng là vậy, nhưng kịch bản thì lại chưa tới. Do quá tập trung vào những phân cảnh hành động mãn nhãn, phần kịch bản của Dòng Máu Anh Hùng đã để lộ quá nhiều sạn và chưa thật sự thuyết phục được người xem về mặt câu chuyện. Hơn nữa, thời điểm đó, khán giả Việt vẫn thích những bộ phim giải trí như lãng mạn hay hài kịch có công thức đơn giản hơn những bộ phim hành động, giả sử. Các bộ phim có doanh thu lớn thời đó cũng chỉ đạt đến ngưỡng 4-6 tỷ đồng với vốn kinh phí sản xuất vừa phải. Dòng Máu Anh Hùng tuy có doanh thu cao so với các phim đó, nhưng khi so với chi phí sản xuất thì chưa thấm tháp là bao. Doanh thu Dòng Máu Anh Hùng chưa bù được kinh phí sản xuất là vậy. Hơn nữa, nó còn đánh gục cuộc sống của một huyền thoại. Trước khi phát hành tại Việt Nam, Johnny Chí Nguyễn đã trực tiếp tới xin nghệ sĩ Tranh Tín ký giấy cho phép mang phim đi dự liên hoan phim tại Hoa Kỳ. Dưới sự thuyết phục của ekip, ông đồng ý. Công chiếu tại liên hoan phim lần đầu tiên vào ngày 12 tháng 4 năm 2007, phim nhận được phản hồi tốt và đạt giải thưởng lớn. Tới ngày 20 tháng 4, Dòng Máu Anh Hùng đã chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Tuy nhiên, do đã được công chiếu trước ở nước ngoài nên bản quay lậu của phim đã bị rò rỉ ở trên mạng. Đáng tiếc là tại thời điểm này, thị trường Việt Nam phim mới chỉ thu về được một nửa kinh phí đầu tư. Vấn nạn đĩa lậu được bán tràn lan trên thị trường, bản quay lậu bị tung lên Internet, chưa thu hồi đủ vốn đã đành, đến bước phát hành ở nước ngoài và bản DVD thì đã không còn ai quan tâm và bỏ tiền ra để đi thưởng thức tác phẩm nữa. Ván bài năm 2007 của Nguyễn Tranh Tín đã gây ra cho ông quá nhiều điều trắc trở. Món nợ 8 tỷ, sinh lãi ra hơn 10 tỷ, khiến ông bị tịch thu căn nhà, phải bán hết tài sản để trả nợ. Từ đỉnh cao sự nghiệp, cố nghệ sĩ phải tạm dừng các dự án làm phim khác. Ông tham gia các đoàn hát, nhận đóng các vai phụ để gánh vác món nợ. Cho tới tận cuối đời, cố nghệ sĩ mới trả hết nợ trong tình cảnh ở nhà thuê. Trước chuyện Dòng Máu Anh Hùng khiến cố nghệ sĩ phá sản, đạo diễn của phim Charlie Nguyễn vào buổi giao lưu phim cũng không bình luận hay biện hộ gì nhiều, chỉ nói rằng cái gì qua rồi thì cho qua đi, mỗi người bớt một tiếng, cuộc sống sẽ thêm vui. Anh vẫn sẽ tiếp tục làm những phim về võ thuật và sẽ không từ bỏ đam mê. Ngày nay, những bộ phim được đầu tư với kinh phí vài chục tỷ đồng không còn là chuyện khan hiếm nữa. Thế nhưng vấn nạn phát hành phim lậu trên nền tảng Internet vẫn là con sâu của điện ảnh Việt. Những bộ phim vừa mới ra rạp ngay lập tức có trên các website phim lậu. Đơn cử như năm 2013, bộ phim Thô của Bụi Đời Chợ Lớn lan truyền trên mạng sau khi phim bị cấm chiếu, hay việc phim Cô Ba Sài Gòn của Ngô Thanh Vân bị quay lén và livestream phim trên Facebook. Do đó, luật chấm xâm phạm bản quyền hiện tại đã được thực thi nghiêm khắc hơn,
nhận thức của công chúng cũng đang dần tăng lên. Những hành vi phát tán phim lậu trên mạng sẽ bị xử phạt hành chính, mang tính răn đe mạnh mẽ để bảo vệ sự phát triển nền điện ảnh nước nhà, để không có bộ phim nào phải chịu rủi ro quá lớn như Dòng Máu Anh Hùng nữa. Nếu như Dòng Máu Anh Hùng được phát hành ở thời điểm hiện tại, có lẽ rằng bộ phim sẽ không thua lỗ thất bại như vậy, bởi nó đáng giá về lịch sử và cũng phần nào thành công với ngôn ngữ điện ảnh đầy hiện đại. Bởi vậy, Dòng Máu Anh Hùng xứng đáng có một vị trí và chỗ đứng riêng trong dòng chảy của phim Việt. Ekip phim hoàn toàn có thể tự hào về sự tiên phong, sức ảnh hưởng của tác phẩm đối với những bộ phim sau này. Không biết các bạn đã thưởng thức tác phẩm điện ảnh này chưa? Các bạn suy nghĩ gì về những câu chuyện mà ngày hôm nay bọn mình đã chia sẻ? Hãy để lại bình luận để chúng ta cùng trò chuyện thêm với nhau nhé! Rất cảm ơn các bạn vì đã đồng hành cùng Sương Mai trong video ngày hôm nay. Và mình xin được gửi lời cảm ơn tới bạn Như Quỳnh với phần kịch bản rất chi tiết và sự tìm hiểu của bạn đối với quá trình thực hiện bộ phim Dòng Máu Anh Hùng. Đừng quên hãy quay trở lại với Phê Phim để thưởng thức những video về điện ảnh các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn sớm gặp lại trên Phê Phim. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.